Chào tất cả mọi người, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách đo tụ quạt nhá. Thì những cái bệnh đơn giản nhất là khi quạt chúng ta không khởi động được và khởi động rất là yếu và chạy rất là yếu, thì cái quả tụ này của chúng ta nó đã bị kém và chất dẫn điện, phóng điện của nó đã bị yếu rồi. Đó, thì nó có rất là nhiều cách để kiểm tra tụ. Đó, thì cái cách hôm nay là mình sẽ hướng dẫn mọi người cách đo bằng đồng hồ. Thì các bạn phải mua cho mình một chiếc đồng hồ cơ như thế này nhá, hoặc là đồng hồ số. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em đo đồng hồ số thế nào, đồng hồ cơ thế này. Đây thì anh em vặn về thang nhân đây 1K. Đó, 1K nhá mọi người nhá. Và anh em để ý kim đồng hồ này. Đây chúng ta một đầu sẽ đo vào đây. Và đo này. Đó, kim nó nhích lên đúng không? Đây chúng ta sẽ đo lại lần nữa này. Đó, kim nó nhích xong rồi trở về. Đó. Đây. Đó. Như vậy là quả tụ của chúng ta nó phóng rất là còn tốt, bởi vì quả này nó vẫn còn phóng điện được. Đó, thì nhiều quả các bạn đo thì nó sẽ không thể phóng được kim và nó đứng im như thế này luôn nhá. Đứng im cái kim như thế này thì là cái quả tụ của chúng ta nó đã bị chết rồi. Hoặc là quả tụ của chúng ta đo một phát mà nó vọt lên tận không ôm. Đó, nó đứng im ở trên này thì là nó sẽ coi như là quả tụ đó cũng chết rồi. Đó, quả tụ nếu mà để tốt nhất thì nó sẽ phải phóng lên, nó sẽ kim nó sẽ trở về đây. Đó, các bạn đo lại thì kim nó sẽ không phóng lên nữa đâu nhá, và các bạn sẽ phải đảo que. Đó, thì nó phóng lên một cái rồi nó lại trở về đây. Đó, thì cái này nó có tụ 1,5mm này, nó thích hợp cho những cái loại mà quạt ngủ ấy, cái quạt mà các bạn hay để đầu giường ấy, có những cái quạt cây thì các bạn hay lắp khoảng tụ 2mm nhá, 2mm. Còn những con tụ trần thì 2,2mm cũng được. Đó. Hoặc là các bạn có thể lắp những cái con 2,5mm cho quạt trần. Đây, mình sẽ lấy vài con cho mọi người xem này. Đây, đây là vẫn là loại 1,5 này. 1,5 này về mình hay lấy mình lọc tiếng xét cho mấy ông cứ dặn mình lấy về, nhiều ông cũng đam mê chế cháo. Đây, đây là con 2mm nhá mọi người nhá. Thấy con tụ 2,5mm ở đâu ta? Đây là con 3mm này. Đó, thì tổng cộng lại là chúng ta đo tụ thì kim nó phải vọt lên rồi trở về thì nó mới ok được nhé mọi người nhá. Rồi, video mình kết thúc tại đây, thì xin chúc tất cả mọi người có thể đo được quả tụ và biết cách thay tụ quạt ở tại nhà và cách kiểm tra tụ. Đó, thì video sau mình sẽ hướng dẫn tất cả cái mọi người cái cách mà đo tụ mà không cần đồng hồ. Đó, thì bây giờ mình xin dừng clip tại đây. Đó, hẹn mọi người clip tiếp theo nhé. Bye bye.